Hello, đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Vâng, hôm nay sở đồ gỗ Công Nhung vừa cho ra mắt một siêu phẩm đấy ạ. Vừa cho ra mắt một siêu phẩm hoàng gia núi. Hoàng gia núi hàng liền khối ạ. Hàng liền khối và toàn bộ phần tượng và mặt ghế là đều dày 10 phân. Tượng mặt ghế dày 10 phân, chất liệu gỗ góc đỏ. Bộ sản phẩm này thì Công Nhung đã full lót 2 lượt rồi. Chỉ còn một lượt lót và một lượt bóng nữa là hoàn thiện xong. Sau đây sở đồ gỗ Công Nhung sẽ giới thiệu chi tiết bộ sản phẩm này. Bộ ghế hoàng gia, bộ ghế hàng gia, hàng thửa đấy ạ. Hàng thửa, hàng liền khối đấy ạ. Và bộ này là gồm có 11 món ạ. Bộ này gồm 11 món. Gồm một băng dài, 4 ghế đơn, 2 kẹp lách, 2 kẹp ghế, 2 đôn nhỏ. Xin kính mời các bác và cô chú chị cùng tham quan. Sở đồ gỗ Công Nhung có địa chỉ tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Kính mời các bác và cô chú quý chị mất chút thời gian một ngày gần nhất về tham quan chi tiết thực tế. Sở đồ gỗ Công Nhung có rất nhiều những sản phẩm đồ gỗ đẹp, điển hình như gỗ đinh chun, gỗ rổi chun, gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá, có đủ kiểu dáng đấy ạ. Dáng hoàng gia liền khối, dáng hoàng gia khuôn tranh, dáng tần thủy hoàng, dáng hộp cuốn thư, dáng nghê bảo đỉnh, dáng đào tiên. Và ngày hôm nay đặc biệt Công Nhung đang trân trọng giới thiệu đến với các bác và cô chú quý chị. Đây là một siêu phẩm đấy ạ. Toàn bộ chi tiết là đục thủ công bằng tay. Toàn bộ đục thủ công bằng tay ạ. Cực kỳ sắc nét. Để Công Nhung sẽ quay xung quanh toàn bộ từng chi tiết một. Kính mời các bác và cô chú quý chị cùng tham quan ạ. Ghế hoàng gia liền khối, chất liệu gỗ gõ đỏ. Hàng thửa đấy ạ. Hàng liền khối đấy ạ. Và bộ hoàng gia này Công Nhung mới chỉ lót qua 2 lượt lót thôi. Và còn một đợt nó nữa và một đợt bóng nữa mới hoàn thiện cơ. Thì phần mộc thì Công Nhung đã giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị là một thời gian trước. Thì khi xong phần mộc thì Công Nhung đã giới thiệu rồi. Và ngày hôm nay Công Nhung đã lót sẽ giới thiệu phần lót để các bác và cô chú anh chị cùng tham quan và tham khảo. Đấy, toàn bộ lại đi vàng đây ạ. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ trực tiếp đến đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang theo hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Và đây toàn bộ phần ly vàng này ạ. Tất cả chi tiết là hoàn toàn đục thủ công 100% bằng tay. Và đây ạ, tất cả mới lót thôi. Sau khi hoàn thiện lên thì mình sẽ chỉnh chọn sẽ đẹp hơn nhiều. Và đây lót nhìn là rất ok rồi. Gỗ lục lạc, sạch tinh tinh, tất cả từ mặt trên mặt dưới xung quanh luôn đấy ạ. Bộ này Công Nhung đã pha gần 2 năm mới lắp cơ. Gỗ thì đến bây giờ là khô khắn kỹ càng rồi, cực kỳ khô khắn rồi, đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn. Hàng liền khối thì cũng chia sẻ đặc biệt là phải gỗ thật khô. Và thật khô ạ. Công Nhung đã pha và đã để co ngót hết cỡ rồi. Để co ngót hết cỡ rồi mới lắp lên. Thì các bác nào mà mua bộ sản phẩm này thì thực sự yên tâm luôn. Gỗ đã pha xong 2 năm rồi mới lắp đấy ạ. Đây, tổng thể đấy ạ. Công Nhung sẽ soi từng chi tiết một. Đây, toàn bộ phần đằng sau đấy ạ. Vâng. Và hôm nay Công Nhung trân trọng được giới thiệu về tổng thể. Và tổng thể bộ bàn ghế hoàng gia hàng thửa đấy, hàng liền khối đấy ạ, chất liệu gỗ gõ đỏ. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã mất chút thời gian để tham quan và tham khảo sản phẩm. Xin kính chúc các bác và cô chú anh chị có một ngày mới tràn đầy niềm vui, làm ăn phát tài phát lộc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và cô chú của anh chị trong những video giới thiệu tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn ạ.